Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo tổ chức hội thi vũ điệu công nhân viên chức lao động huyện năm 2024. Tham gia hội thi có 26 tiết mục dân vũ với gần 500 các vũ công không chuyên đến từ 26 công đoàn cơ sở, khối các trường học trên địa bàn huyện. Các tiết mục dân vũ được nhảy trên nền nhạc các ca khúc Việt Nam, nước ngoài, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi ngành nghề, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Do được luyện tập chu đáo, sự đầu tư lớn từ trang phục, đạo cụ, nội dung nên đã mang đến cho hội thi không khí sôi động và đầy sắc màu nghệ thuật. Những màn biểu diễn đẹp mắt, đầy cuốn hút, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Hội thi vũ điệu công nhân viên chức lao động huyện Tam Đảo năm 2024 tạo sân chơi bổ ích và phù hợp với xu thế hội nhập, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như hoạt động công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã đi qua gần 50 năm, nhưng những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ anh dũng kiên cường gần như vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính thanh niên xung phong. Hôm nay ngày 15 tháng 7, ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam là dịp để nhớ về hình ảnh những người thanh niên xung phong kiên cường, bất khuất, dũng cảm, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên xung phong Nguyễn Thái Hữu ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn khiến cho mọi người nể phục vì tinh thần lạc quan và sự minh mẫn hiếm có. Những ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong trái tim ông. Trong mạch cảm xúc lắng động, ông Hữu bồi hồi nhớ lại chuyện năm xưa. Người súng ống, ba lô, người cuốc xẻng, rồi thì đã một phân công rõ ràng, thực hiện khẩu hiệu, đi không giấu, nấu không khói, nói không lửa. Chúng tôi đã phải vượt qua đường suối để tránh bọn thủy phát hiện. Trên đường suối chúng tôi đi có nhiều đồng chí đã vác súng ba ống cũng như là quân trang bị ngã, nhưng không với chí thanh niên bây giờ chúng tôi rất phấn khởi. Còn đối với cụ Đỗ Văn Bính, năm nay đã bước sang tuổi 90, là cựu thanh niên xung phong từng làm nhiệm vụ phá bom, thông tuyến, mở đường trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở thời điểm đó, cụ Bính cùng các đồng đội của mình đã đem tinh thần xung phong trên các chiến trường, góp phần cùng quân đội lập nên những chiến công oanh liệt và cùng xây đắp nên truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trên tuyến đường đó là chủ yếu quân là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, là Tuyên Quang, là đi trên con đường ấy là ra tiền tuyến. Người và phương tiện công cụ phục vụ chiến tranh là đi toàn bộ đi qua cái quãng chúng tôi hết. Lúc bây giờ chúng tôi là gì? Là tuần thì không có thứ, ngày không có giờ. Cơm ăn ngay mà trời mưa ngay mặt đường ấy. Lúc nào mà mỏi mệt thì ngả lưng vào cái hầm ếch là ngủ. Mặc dù hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu dần, nhưng những cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn giữ được lửa truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong trung thành với Đảng, với dân, luôn nêu gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực và xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới. Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2024. Chúng ta tự hào về lịch sử hào hùng, hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam nói chung và lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã góp phần quan trọng làm nên chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến cứu nước. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống vượt khó, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các thế hệ thanh niên xung phong đi trước, tiếp tục động viên hội viên đảm nhận và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai bản đồ số hộ kinh doanh, không chỉ mang lại tính minh bạch và nhiều tiện ích thuận lợi cho người nộp thuế, bản đồ số hộ kinh doanh còn là giải pháp hữu hiệu giúp cơ quan thuế quản lý hiệu quả, chống thất thu ngân sách. Bản đồ số hộ kinh doanh là một trong các hình thức công khai hộ kinh doanh tại địa bàn với sự hiển thị vị trí các hộ kinh doanh một cách trực quan. Qua bản đồ số hộ kinh doanh,
cơ quan thuế và các hộ kinh doanh sẽ kết nối với nhau thông qua các phần mềm quản lý và có thể cập nhật bằng chính những ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tôi thấy sử dụng bản đồ hộ kinh doanh số rất là tiện ích. Mình có thể tra cứu được cái số thuế phải nộp này. Nó rất là công khai, minh bạch. Và khi muốn cập nhật chính sách thuế mới thì mình có thể vào bản đồ số hộ kinh doanh để mình có thể tra cứu. Tại bản đồ số hộ kinh doanh, các thông tin như mã số thuế, họ tên, biển hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, doanh thu, mức thuế khoán, thời gian nộp thuế, hóa đơn được công khai theo đúng quy định. Phương pháp này sẽ giúp cho cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh một cách nhanh chóng, nắm bắt tốt địa bàn. Khi ứng dụng cái công nghệ bản đồ số hay là e-tax mobi thì các dễ quản lý hơn. Thứ nhất là công khai minh bạch về số thuế. Cứ đến ngày mà cơ quan thuế công khai thì tôi chỉ có một cái là thông báo đến trực tiếp đến người nộp thuế là cổng thông tin đã mở và mời người nộp thuế vào thực hiện thao tác để nộp thuế. Được triển khai từ tháng 2 năm 2024, đến nay sau thời gian thực hiện quyết liệt, chức năng bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của luật quản lý thuế, cũng như thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành thuế. Tính đến thời điểm hiện nay, thì tất cả những cái nội hàm của công tác triển khai bản đồ số đã hoàn thành 100% trên địa bàn. Hiện nay cái công tác công khai đã thể hiện được khoảng 97-99% trên bản đồ số. Ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh, bao gồm cả việc tra cứu và phản hồi thông tin trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh của cơ quan thuế, nhằm giúp người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của chính phủ. Thưa quý vị, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ứng dụng chuyển đổi số trở thành công cụ đắc lực giúp các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa xử lý những vi phạm, tội phạm, góp phần giữ gìn an toàn đến các thôn, tổ dân phố và người dân. Hiện nay trên nhiều tuyến đường thuộc các thôn dân cư, tổ dân phố tại các địa phương trong tỉnh được trang bị những chiếc camera an ninh. Hệ thống camera giám sát tình hình an ninh này tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cho tới nay là cái tình hình tội phạm của thôn thì nó rất là giảm. Và cái vấn đề mà anh em công an xã cũng như là công an viên là cũng đỡ phải đi tuần tra đối với cái việc mà đi tuần tra đêm. Trong quá trình xây dựng nông thôn thông minh thì hệ thống Internet camera an ninh được xem là tiêu chí thiết thực hỗ trợ lực lượng chức năng của xã cũng như các thôn dân cư nắm bắt diễn biến thường ngày trên địa bàn. Kể từ khi lắp cam bây giờ thì nó hỗ trợ cho người dân trong thôn, chính quyền trong thôn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quan sát các địa điểm trong thôn nó tốt hơn. Ở đây nó cũng là một cái rất là thiết thực giúp cho người dân cảm thấy an tâm hơn đối với vấn đề an ninh trật tự trong thôn. Cùng với các ứng dụng số về quản lý dữ liệu dân cư, thông báo lưu trú ASM thì ứng dụng báo cháy 114, chuông báo cháy tại nhà dân qua tuyên truyền hướng dẫn sử dụng đã tạo lập kênh thông tin nhanh chóng giúp người dân chủ động trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra. Mà trong khi đó thì giờ là nhà nào cũng cửa kính, cửa cao mà gọi nhau, ngày xưa thì không gọi nữa rồi. Thế bây giờ là chúng ta nó hiện đại là bây giờ chuyển sang là như cái chuông như thế này thì báo động là tức là trong 7 gia đình. Đấy là cái mô hình đầu tiên, nhưng mà lan rộng ra thì có thể là trong cái chuông báo động này có thể là giúp đỡ được cộng đồng trong cả tổ liên gia rộng hơn nữa. Với việc cập nhật thông tin nhanh gọn, chính xác, các ứng dụng chuyển đổi số đã và đang tiếp tục phát huy được tiện ích, hiệu quả tăng cường kết nối giữa lực lượng công an với cán bộ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó tạo tiền đề phát triển, nhân rộng nhiều mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số khác, góp phần vào quá trình cải cách hành chính, hỗ trợ tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đến người dân. Là trung tâm của tỉnh nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ngày càng lớn và tương đối đa dạng, rất dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Yên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2024 đến nay,
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vĩnh Yên tổ chức gần 5.400 ca tuần tra kiểm soát, xử lý trên 20.300 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thông qua hệ thống camera phạt nguội đã phát hiện trên 12.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tương ứng số tiền phạt hơn 34 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện xe mô tô. Đồng thời, chủ động công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý không để các đối tượng tổ chức đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, thời gian qua, lực lượng công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân viên chức, học sinh và nhân dân. Để đạt mục tiêu 3 giảm về an toàn giao thông, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chủ đề năm an toàn giao thông 2024, Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.